Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 20 tháng 4 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 0, 5, 6, 0, 9, 9, 3, 3. Giải 6, các vé tận cùng mang số 8, 9, 9, 6, 8, 9, 3, 9, 0. Giải 5, các vé tận cùng mang số 5451 3289 0892 4290 1448 7357. Giải 4, các vé tận cùng mang số 9186 1763 9385 1320. Giải 3, các vé tận cùng mang số 63254 65829 39579 26917 20063 91422. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 24933 27395. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 29822. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 29379. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 3KI, 4KI, 5KI, 7KI, 8KI, 9KI, 14KI, 17KI.